Ngày 1 tháng 1 năm 2017, Aeon Việt Nam sẽ chính thức cho ra mắt website thương mại điện tử aeonesop.com. Aeon eShop ra đời với mong muốn mang những sản phẩm của Aeon đến tận tay người tiêu dùng. Qua đó, những người tiêu dùng là những người phụ nữ bận rộn nói chung và là nhân viên văn phòng nói riêng, không có nhiều thời gian đến các trung tâm mua sắm, đều có thể mua hàng trực tuyến một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Không những đa dạng được các ngành hàng như mẹ và bé, thời trang, mỹ phẩm, nội thất, điện máy, đồ gia dụng, xe đạp, văn phòng phẩm, thực phẩm, mà tại đây bạn có thể tìm kiếm những sản phẩm chất lượng Nhật Bản, thương hiệu độc quyền chỉ có tại Aeon. Top Value là những hàng riêng của Aeon, đã và đang là thương hiệu được nhiều người tin dùng tại Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Tất cả các sản phẩm của Top Value đều được Aeon giám sát và quản lý nghiêm ngặt, từ kế hoạch phát triển sản phẩm cho đến khi hàng xuất kho, nhằm mang đến tận tay người tiêu dùng một sản phẩm hoàn thiện nhất, chất lượng nhất. Top Value có 5 cam kết dành cho khách hàng. 1. Lắng nghe ý kiến của khách hàng để cải tiến sản phẩm phù hợp. 2. Gửi đến khách hàng những sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. 3. Thể hiện những thông tin cần thiết một cách dễ hiểu nhất. 4. Cung cấp sản phẩm với giá phù hợp. 5. Cam kết làm lòng hài lòng khách hàng. Đặc biệt hơn hết, dòng sản phẩm cho mẹ và bé của thương hiệu Top Value luôn được đánh giá cao về chất lượng của mỗi sản phẩm. Hơn thế nữa, hàng Nhật dành cho bé luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bà mẹ. Đến với đất nước mặt trời mọc, hình ảnh chiếc xe đạp sẽ là hình ảnh bạn có thể bắt gặp được nhiều nhất. Và có lẽ vì thế, chất lượng của từng chiếc xe đạp luôn được đặt hàng đầu. Aeon Bike là nơi bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp có chất lượng như thế. Đa dạng về mẫu mã, phù hợp với từng nhu cầu. Từ nông thôn đến thành phố, từ trẻ em đến gia đình, Aeon Bike sẽ cung cấp những gì bạn cần cho một cuộc sống tươi đẹp hơn. Aeon eShop còn cung cấp các thiết bị, đồ gia dụng giúp phục vụ cho gia đình bạn một cuộc sống tự nhiên hơn. Trong số đó, sản phẩm làm đẹp là một điều không thể không nhắc tới. Dexcom, thiết bị làm đẹp đứng số 1 tại thị trường Nhật Bản, đã được sự tin cậy của các chuyên gia làm đẹp hàng đầu. Giờ đây đã được công bố độc quyền tại Aeon eShop. Aeon eShop thực sự là một nơi đáng tin cậy, nhìn để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống của bạn. Chúng tôi đã sẵn sàng để phục vụ cho các bạn rồi đấy. Còn bạn thì sao? Đừng chần chờ gì nữa mà hãy nhanh tay truy cập vào website www.aeoneshop.com để trải nghiệm cùng chúng tôi nhé.